Hello các bạn, mình là Trường, hiện đang là producer tại Adam Music. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách để mà chúng ta có thể xóa được, chúng ta có thể giảm được những cái từ sờ, từ chờ, hay chúng ta có thể, hay mình có thể gọi là sờ các bạn. Thực sự trong một cái bài mix ấy, nếu mà vocal của mình những cái âm sờ, âm chờ này mình không giảm bớt và mình không xử lý nó, thì khi mà cái sản phẩm ra, cái phần giọng hát của ca sĩ sẽ bị chói và nhiều lúc là bị chát, nghe nó bị thế cái tai các bạn. Cho nên là thông thường những cái bản mix của mình không biết người khác như thế nào, nhưng mà của mình thì mình sẽ thường phải giảm nó lại và đến một cái mức mà mình cảm thấy nó cân bằng với những cái âm khác, với những cái từ khác, và làm cho người nghe và làm cho cái tai của mình khi nghe nó không có bị sét là được. Thì thật sự nếu mà các bạn cái công cụ nó gọi là DSR các bạn, cái tờ, cái chữ này nè các bạn, thì nếu mà các bạn mua cái đĩa sơ bên ngoài ấy, có thể là của Quay, hiện hiện đang giờ có hai đĩa sơ rất khá tốt là của Quay hoặc là Isotope, thì các bạn có thể thấy là cái giá của nó 30 đô một cái. Của Isotope thì nhiều lúc là chắc là mắc hơn. Isotope bao nhiêu ta? Isotope nhưng không có bán lẻ hay sao? À, mình cũng không biết, nhưng mà chắc chắn nó sẽ đâu đó nó cũng cỡ cỡ này. Thì nếu mà các bạn có được có đủ chi phí thì các bạn có thể mua cái đĩa đĩa sơ này và mình sử dụng rất là dễ, rất là tốt luôn. Còn nếu mà các bạn không đủ chi phí, các bạn có thể làm theo cách của mình hướng dẫn bữa nay, hướng dẫn trong hôm nay. Thì trước hết đó, chúng ta cần hiểu đĩa sơ là gì. Đĩa sơ thực chất nó là một cái compressor, nhưng mà nó sẽ chỉ nén riêng cái phần âm sờ đó thôi, và mình sẽ dùng những cái công cụ của compressor để mà chúng ta nén lại. Thì thay vì các bạn nén nguyên một cái vocal, nén nguyên cái tần số vocal, thì bây giờ mình sẽ xử lý chính cái tần số đó, mình nén chính cái tần số đó và cái tần số đó, và khi mà các bạn nén như vậy, cái âm sờ của mình nó sẽ được giảm lại với những cái thiết lập của bạn đã để trong cái compressor này. Rồi chúng ta cùng nghe qua một cái âm sờ trong cái câu này ha. Các bạn nghe thử, đặc biệt là cái từ sờ trong chữ sing á, các bạn nghe qua thử ha. Sing, sing in the rain. Sing, sing. Các bạn thấy âm sờ khá nặng, đặc biệt là cái câu sau sing in the rain. Đó thì bây giờ chúng ta cần phải làm thứ nhất, đó là mình sẽ phải xác định được cái phần tần số của âm sờ này là bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ dùng một cái compressor có chức năng lọc tần số, có chức năng nén tần số, để mà mình nén, chỉ nén cái khoảng tần số của cái chữ sờ này thôi, và nó sẽ không có làm ảnh hưởng đến những cái từ khác, và từ đó các bạn sẽ có thể kiểm soát được âm sờ này theo ý của các bạn. Đó thì đầu tiên ấy, có nhiều người khi mà người ta bắt đầu người ta nghe vào âm sờ này, người ta sẽ đoán được là nó nằm ở cái khu tần số nào. Nó thường là những người mà họ có kinh nghiệm lâu năm. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ chỉ bằng cái cách mà các bạn, nếu mà các bạn newbie, các bạn mà có thể làm được. Thứ nhất đó là mình sẽ lấy một cái meter để mà mình dò. Nghĩa là các bạn sẽ dòm cái meter này và các bạn xem thử âm sờ này nó nổi nhất ở cái phần tần số nào. Và sau đó mình sẽ gọi là giới hạn cái tần số đó lại. Mình sẽ biết khoảng tần số để mình giới hạn lại. Các bạn nghe thử ha. Đó, các bạn thấy nè, nó nổi nhất ở cái phần tầm 9.001, đúng phải không các bạn? 9.001, rồi sau đó nó là dần tầm 6.008, 7.002, mà mình cho chẳng là 7.000 đi, 7.000 tới 9.006. Đó thì các bạn sẽ cắt đâu đó, các bạn nén đâu đó khúc này là từ từ cái khoảng từ 7.000. Không phải 7.000 đâu, 7.500 tới 9.500 ha. Và mình sẽ đã xác định được là cái khung tần số của mình là tầm từ 7.500 tới 9.500. Bây giờ mình sẽ lấy một cái compressor. Compressor này là một cái compressor mà có sẵn trong Studio One và nó có chức năng sidechain và cái chức năng filter, là mình sẽ set 7.500, mình set 7.500 tới 9.500 ở trong này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình
đang ra lệnh cái compressor là nén, mình sẽ nén ở cái khung này đó, và khi mà kết hợp khung này lên thì compressor nó chỉ có hoạt động trong khung này thôi các bạn, chứ nó không phải hoạt động nguyên cái vocal như là khi mà các bạn tắt cái chức năng này ha. 7.5 tới 9.5 rồi. Rồi sau đó các bạn sẽ dùng những cái công cụ này các bạn để mà các bạn xử lý cái phần hệ sơ đó ha. Các bạn thấy các bạn đó. Đó, đó là mình sẽ các bạn thấy cái sự khác biệt khi mà mình sử dụng cái này ha. Và mình sẽ canh theo cái vocal và mình nghe đi nghe lại xem thử cái phần S đĩa sơ của mình đã xong chưa, đã ok chưa. Sing, sing in the rain. Và các bạn phải canh làm sao ấy, cái phần âm sơ của các bạn thứ nhất nó phải tự nhiên, nó không có bị theo kiểu là tới chữ sơ tự nhiên nó nhỏ lại xong rồi nó mới bung cái những cái từ khác ra, thì nếu như vậy nó sẽ không tự nhiên. Và các bạn phải nén làm sao cho cái người nghe người ta không cảm giác được cái việc nén đó, người ta cứ nghĩ là cái âm sờ này là nó original là như vậy đó. Các bạn nghe lại ha, bởi vì nếu mà cái thứ hai, nếu các bạn nén quá nhiều thì cái giọng của cái người ca sĩ sẽ bị tối luôn, bởi vì thực sự cái việc này giống như là mình đã nén một cái phần tần số rồi thì chắc chắn nó sẽ có lem vào những tần số khác, nó sẽ làm cho cái kết cấu của cái giọng hát nó thay đổi, và nếu mà mình lạm dụng quá thì nó sẽ làm cho giọng hát của mình nó mất luôn, và nó làm mất luôn cái phần cao và nó làm cho giọng hát nó bị tối lại, cho nên các bạn khi mà sử dụng cẩn thận ha. Sing, sing in the rain. Sing, sing in the rain. Ok rồi các bạn. Sing, sing in the rain. Còn nếu mà giả sử mình tắt đi nè. Sing, sing in the. Đặc biệt là cái thứ hai các bạn sẽ nghe rõ nhất. Sing in, sing in. Rồi mình bật lên. Sing in, sing in. Tắt đi. Sing in the rain. Các bạn thấy khi mình tắt đi á, cái phần chữ sờ trong sing in the rain nó rất là nặng. Còn nếu mà mình bật lên, nó sẽ giảm lại. Sing in the, sing in. Bật lên, tắt đi. Sing in the rain. Các bạn thấy sự khác biệt ha. Đó, thì hôm nay mình đã chia sẻ xong cái mẹo mà chúng ta sẽ dùng compressor để mà biến nó thành một cái đĩa sơ, giúp cho các bạn có thể tiết kiệm chi phí rất nhiều thay vì cái việc là các bạn phải mua một cái đĩa sơ tầm 700.000, 800.000 của Quay. Nếu mà các bạn có đủ chi phí, đủ kinh phí, ok, các bạn có thể mua những cái công cụ đó, nó sẽ chuyên hơn và các bạn thao tác nó sẽ dễ hơn. Tuy nhiên nếu mà các bạn không đủ chi phí thì các bạn có thể dùng đỡ compressor này, và mình sẽ phải chịu khó cái việc là mình kết hợp giữa cái meter để đo và dùng compressor để nén. Đó, nếu mà các bạn có những cái câu hỏi hoặc là có thắc mắc gì, các bạn hãy inbox hoặc là comment bên dưới, mình và Team Adam sẽ hỗ trợ và giải đáp cho các bạn. Và nếu các bạn thấy clip này hay và bổ ích và có ích cho các bạn thì các bạn có thể like, các bạn hãy vui lòng like hoặc share cho mọi người để mà mọi người cùng biết thêm cái kiến thức này và tạo ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng với một cái chi phí, một cái kinh phí tối ưu nhất. Cảm ơn các bạn.